Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MBA Channel, lại là mình đây. Hôm nay thì mình đã có ở đây là con Oppo Find X3, được mệnh danh là một trong những con quái vật về cấu hình tại thị trường Việt Nam. Tại vì ở Việt Nam ấy, chúng ta có rất ít những chiếc máy chạy con chip Snapdragon 888 hàng chính hãng. Hình như chỉ có tầm là 4 con máy mà thôi, bao gồm Mi 11 này, Red Magic 6 này, rồi chúng ta sẽ có ROG Phone này. Và các bạn sẽ có ở đây là con Oppo Find X3 Pro. Không để các bạn đợi lâu nữa thì bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video và đánh giá về hiệu năng của sản phẩm này nhé. Và trước khi bắt đầu video, nếu bạn nào quan tâm về Oppo Find X3 Pro với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng của Cellphone.net thông qua đường link ở phần mô tả video nhé. Hiện tại thì nó đang có một cái mức giá phải nói rằng là cực kỳ thơm luôn. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Rồi, cấu hình của con Oppo Find X3 này thì gần như các bạn đã biết rồi. Màn hình của nó là màn hình AMOLED với 1 tỷ màu, tần số quét của nó là 120Hz, rất là nhanh. Hiệu năng thì được trang bị cho mình con chip là Snapdragon 888. Các bạn sẽ có 12GB RAM và các bạn sẽ có 256GB bộ nhớ trong nhá. Điểm số AnTu nó thu được là 749.000. Thực sự đây không phải là số điểm quá cao với con chip 888. Tại vì đợt trước mình có test một vài con máy xách tay thì nó có thể lên được số điểm hơn 800.000 điểm AnTu cơ các bạn ạ. Nói chung á là nếu như xét đến số điểm ấy thì con Oppo Find X3 Pro này nó vẫn chưa pro lắm. Nó vẫn thua kém hơn so với những dòng điện thoại xách tay hay là gaming phone tương đối là nhiều. Vậy thì trải nghiệm chiến game của nó ra sao? Không để các bạn đợi lâu nữa, đến với luôn tựa game PUBG Mobile nha các bạn. Với tựa game PUBG Mobile này thì mình cũng có một vài lưu ý cho các bạn là hiện tại với tất cả những chiếc máy đang có trên thị trường thì chỉ có duy nhất là OnePlus có thể chơi được ở mức là 90fps mà thôi. Còn lại tất cả những thiết bị khác thì nó đang ở cái mức max setting tối đa là HDR cộng với cực độ ở phiên bản là PUBG Mobile quốc tế nha các bạn. Đó, toàn bộ đồ họa thì chúng ta có thể cho lên ở cái mức là cao nhất, khử răng cưa bật, đổ bóng bật, đấy, độ sáng cao nhất, âm thanh thì lên cực cao luôn. Nói chung thì với chiếc máy này chúng ta sẽ không ngán ở bất cứ một cái đồ họa nào. Và bây giờ thì mình sẽ đến luôn với cái màn là trải nghiệm bắn súng với tựa game PUBG Mobile. Ok, và hiện tại thì mình đã vào với tựa game PUBG Mobile rồi các bạn ạ. Nói chung ấy thì với những trải nghiệm đầu tiên của chiếc máy Oppo Find X3 Pro thì mình phải nói thật với các bạn luôn là nó siêu mượt luôn các bạn ạ. Nó mượt một cách kiểu kinh khủng khiếp luôn đấy. Đó, và độ sáng của chiếc máy này thì nó cực kỳ cao. Mình chỉ cần để nó ở cái mức tầm 60% thôi là đã đủ sáng để chúng ta có thể quay cái video này rồi. Còn với những chiếc máy khác dùng màn hình AMOLED kiểu có mức giá rẻ hơn thì nó phải để ở cái mức tầm 80 thậm chí là 100% độ sáng thì mới có thể trải nghiệm tốt được. Nói chung á, về phần độ sáng và về phần trải nghiệm màn hình thì mình phải nói rằng là phê, cực kỳ phê trên sản phẩm này luôn. Rồi, trận này thì mình cũng chưa biết là vào đâu, nhưng mà chắc là mình sẽ vào khu vực Rozok đi để có thể chiến game một cách ngon nhất. FPS thì bây giờ nó đang loanh quanh ở mức là 60fps. Đó, 60-61fps, nhìn chung là rất ngon. Biểu đồ FPS thì rất là đều các bạn ạ. Hiệu năng con chip Snapdragon 888 mà chơi với quả game là PUBG Mobile này thì như kiểu là muối đốt inox thôi, nó không thấm. Đấy, mình sẽ nhảy xuống khu vực Rozok luôn. À quên, trong lúc mà mình nhảy dù thì mình cũng sẽ tiến hành đo nhiệt độ cho anh xem được nhiệt độ mặt trước của nó là bao nhiêu nhá. Nói chung thì nhiệt độ tầm là 40-42 độ trên phần mặt trước, cũng khá là nóng đấy, mới chơi một tí xíu thôi nhưng mà nó đã bắt đầu kiểu tỏa nhiệt ra rồi. Ok, như vậy chúng ta đã tới khu vực Rozok rồi, để xem là có team nào không. Như vậy là không có team nào ở khu vực Rozok các bạn ạ. Nói chung thì cái khoản nhảy dù ấy, ui mắt mũi kiểu gì, trên có hai thằng kia. Có hai thằng. Bật loa lên 100% đi. Loa con Oppo Find X3 Pro này thì mình thấy rằng là chưa được ổn áp lắm nha. Loa nó không quá to đâu. Anh ấy bắn khẩu gì mà thấm thế nhỉ? Thôi, không có súng rồi, chạy thôi anh em ơi. Ui, đồ họa trong game phải nói là mắc đẹp. Đồ họa trong game cực kỳ đẹp nha. Ui, có khẩu Uzi này. Xịn sò đấy, Uzi bắn gần là đỉnh của chóp luôn. Nãy mình thấy hai thằng nhảy thôi đúng không? Màn hình thì cực kỳ mượt. Thật sự là mình rất là ấn tượng với cái màn hình của Oppo Find X3 Pro. Độ sáng cao này, chi tiết đồ họa trong game ấy, mắc đẹp luôn. Không từ nào để chê được cái đồ họa trong game được rồi. Nó rất chi tiết các bạn ạ, khử răng cưa hoạt động cực kỳ tốt. FPS thì nếu như các bạn nhìn trên biểu đồ ấy thì nó sẽ có sự xê dịch. Đó, có thể là bị tụt 1-2 frame nhưng mà trong cái quá trình trải nghiệm thực tế của mình với chiếc máy này thì
gần như nó không hề bị crop một xíu nào luôn, nó rất là mượt. Đấy. Và con CPU mới sử dụng tầm 23-43% thôi, như vậy là nó còn rất là nhiều sức mạnh chưa sử dụng hết. Thằng nào bắn quả lục chí mạng thế nhỉ? À đây này, có người phía trên này. Ui, không có giáp. Kèo này hơi khó đấy. Ai mình vừa gặp tình trạng giật nhẹ. Không, cái này chắc là do màn hình nó bị giật đấy các bạn, chứ không phải do máy đâu. Thanh niên ở đâu ra, nghe tiếng súng có trên con Oppo Find X3 này không ngon lắm nha. Kiểu cái loa kép trên con Oppo Find X3 ấy, nó không được phê. Nó không được phê như con FlexSat 4, nó không được phê như là con Red Magic, nó không phê như con ROG Phone, nó không phê như con S20. Mà nó cái kiểu thế nào ấy. Nói chung là xác định hướng thì chưa ổn lắm. Để mình cảm nhận thêm một tí xíu nữa rồi đánh giá chi tiết hơn cho bạn nha. FPS thì 59-60. Nhìn chung là đều. Đồ họa trong game thì không có gì để chê. Anh em đã xác định lên đến hàng kiểu là tiền chục triệu ấy, 1.000 đô trở lên rồi thì cấu hình nó không là vấn đề gì nữa. Chẳng qua là với trận game Genshin Impact một chút nữa mình test thì chắc chắn là nó mới gặp vấn đề thôi. Chứ còn mấy quả game như là PUBG Mobile thì anh em thoải mái đi. Ngoại trừ con chip Exynos ra thì tất cả đều ngon. Ui, ông anh này có bộ đồ nổi thế nhở. Đây, mình cũng sẽ tiến hành là đo nhiệt độ sau 5 phút chơi game của con Oppo Find X3 Pro này để xem nó như nào nhé. Mình đã có đeo ốp lưng rồi, tại vì con này hàng đi mượn mà. Không đeo ốp lưng thì rơi phát hoặc là có vấn đề gì phát mình đền chết luôn. Đó, nhiệt độ khu vực nóng nhất của nó là 45 độ, 44,3 độ. Nếu mà không có mèo ốp lưng đo trực tiếp thì chắc khoảng 45 độ các bạn ạ. Nói chung là cũng ổn. Đây là ốp lưng chính hãng được tặng kèm so với con Oppo Find X3 luôn nhé. CPU và GPU mới hoạt động 25-40% mà thôi. Thực sự là nếu các bạn chơi 120fps thì vẫn thoải mái chơi đến chiếc máy này. Tại vì CPU của nó vẫn còn quá là thừa sức mạnh. Mới hoạt động chưa được một nửa công lực cơ mà. Nhiệt độ theo như cái phần mềm của Paradox đo ấy, là tầm 47-48 độ. Như vậy thì cũng rất là sát so với mức nhiệt độ bên ngoài. Nghe tiếng chân thì tiếng chân đồng độ hay sao các bạn. Nghe tiếng chân với âm lượng con này hơi bé kiểu gì ấy. Không phê lắm. À, có con boss ở đây thật. Như vậy là vẫn nghe được tiếng chân, nhưng mà không thực sự quá to. Có thằng đang cam ở ngay cửa này. Căng thẳng thế nhờ. Ở ngay cửa hướng hay là nem nó các bạn này. Bên chung cư đang bắn nhau. Nó chạy qua phải rồi, nó qua trái chứ. Mình vừa thấy thằng kia ở đây xong này. Hay lắm. Ở ngay tầng 1 các bạn ạ. Ui, không có scope rồi, khó chơi thế nhỉ. Hơi giật ở trên này nha. Ui, đông lắm. Khi mà ăn đạn giao tranh có bị giật nhá, có bị drop nhẹ nhá, nhưng mà nói chung ổn. Đang bắn nhau rất to thế này. Mình chạy lên trên móc lốp là chuẩn bài rồi. Khó quá khó luôn. Quả này không biết công ở đâu được đấy. Ý, kìa. Đấy, thấy rồi nha. Núp đi. Các tên này bắn xa thế nhỉ. Mình không có scope để bắn đấy chứ. Thôi xong, thôi hẹo rồi. No scope là đi rồi. Ui, hai đồng đội mình không hiểu chạy kiểu gì ra đứng nơi đấy cho nó bắn được. Ui, đỉnh ném bom luôn. Thôi Toàn. Mấy ông này là thánh mẹ rồi. Đánh vậy ai chơi. Chạy. Lách. Ủa má mày quá. Sống được các bạn ạ. Kèo này sống được. Hơi căng đấy. Quá khó ăn luôn.
Không khéo nó chạy ra đây nó công mình ấy chứ. Không có một cái scope nào để bắn xa. Cái cú thực sự luôn. Rồi tốt nhất 36 kế tẩu ra thượng sách. Ôi cái nòng nó x2 này. Mày hả bưởi mất máu. Khó quá. Chắc thôi, chạy thôi. Nha, có thằng trên nóc, có thằng trên nóc kìa. Nó yếu rồi. Đợi xíu hồi máu lên này, cho nó một viên. Đẳng cấp thực sự các bạn ạ. Thôi thế thì em thua. Sao ông anh này bắn chuẩn thế nhở? Bắn vậy thì chịu thôi. Ok, nãy giờ thì mình đã chơi được tầm là 15-20 phút với quả game là Pauzy Wild rồi. Thì thực sự nhá, trong quá trình của mình chơi này, các bạn có thể thấy cái biểu đồ tổng FPS này gần như nó rất đều và không xảy ra tình trạng drop nào đáng kể cả. Có một hai khúc nó bị drop nhẹ nhưng mà ngay lập tức đã quay trở lại với đồ họa cao rồi. Nói chung là ổn, không có vấn đề gì. Nếu bạn nào mà xác định chơi game thì lựa chọn con máy này để chơi PUBG là quá thoải mái. Nhưng mà có một cái điểm nhá, là cảm giác như là màn hình của nó ngày càng tối dần ấy. Không biết là do map hay là do đâu. Ui, cậu vàng đã bị hạ bởi team mình rồi. Anh em kia thì vẫn ở trên nóc các bạn. Ui, nó cam kìa. Thôi xong. Mà chơi kiểu đấy thì ai chơi lại nó nữa. Có game PUBG này khi mà chơi thì nó chỉ tốn tầm là 1GB RAM thôi. Nên là không hề thấm tài nguyên máy đâu. Ok, mình sẽ tiến hành là đo nhiệt độ của máy sau tầm 20 phút chơi game thì nhiệt độ của nó là bao nhiêu nhá. 46 này. 47. Ui, khá nóng đấy. Cạnh dưới của nó là 43, mặt sau với ốp lưng ấy thì nó sẽ loanh quanh ở mức 40. Phía trên là 44, 42. Mình sẽ bóc ra để test cái nhiệt độ khu vực mặt sau, mặt kính của cái phần CPU của nó. 46 độ. Phần cụm camera, nói chung là 46, 47 cho các vùng là nóng nhất. Thì mình thấy đây cũng là một cái mức nhiệt độ mà vừa phải. Với một con flagship chạy con chip Snapdragon 888 như này, nó không hề bị quá nhiệt nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến luôn với tựa game Genshin Impact để cùng anh em trải nghiệm xem Genshin Impact thì chiếc máy này nó sẽ thể hiện như thế nào nhá. Ok, hiện tại thì mình đã vào với quả game là Genshin Impact rồi các bạn ạ. Và với quả game Genshin Impact này thì mình đang để toàn bộ cái setting game của nó lên cái mức là cao nhất. Đó. Và với cái mức setting game này thì nó đã làm khó tất cả những cái sản phẩm, tất cả những cái con điện thoại mà mình đã từng review trước kia. Các bạn thấy không? Cao này. FPS của nó là 60. Đấy. Trong cái mục setting game thì nó đã báo là quá tải rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ test thực tế luôn để xem là FPS khi mà combat, khi mà đánh mấy con quái nhẹ nhẹ ở ngoài này thì nó sẽ như thế nào nhá. Và nhiệt độ của nó có lên được cái mức là nướng thịt hay không. Đây, đây là mới đánh mấy quái nhỏ thôi. FPS của nó đã nhảy lô tô rồi các bạn ạ. 45, 37, 54, 50. Anh em cần lô thì chuyển vô video này lại. Xong nhìn cái biểu đồ FPS là đánh được vài con luôn đấy. Đó, các bạn thấy không? Đánh nhẹ nhẹ thôi, FPS của nó đã tụt hơi sâu rồi. Còn nếu không combat chỉ di chuyển bình thường thì ok, nó vẫn có thể chơi ổn áp ở cái mức là trên 50 FPS. Đây, để mình vào đây mình combat thử coi. Cái CPU đã chạy lên cái mức là 55, 56, 41% rồi. Nói chung là cái mức cao nhất từ lúc mà mình test game đến bây giờ. Nó bị giật này. Đó. Mấy quả game như là Galaxy này mà test mấy con 888 thì thôi, mình nói thật các bạn luôn là không con máy nào chịu nổi. Ngoại trừ một con là con Red Magic 6 hôm trước mình có test ấy, thì mình thấy rằng là con đấy duy trì FPS với tựa game Galaxy này rất tốt. Đây, di chuyển nhẹ nhàng. FPS của nó đã tụt xuống 45. Và mình vừa phát hiện ra một điều là điện thoại Oppo nó cũng bị giảm độ sáng màn hình khi mà mình chơi với quả game Galaxy Impact. Các bạn thấy không, lúc nãy mình để ở cái mức 60% là rất sáng rồi. Nhưng mà khi mà mới combat nhẹ nhẹ, FPS của nó bị tụt là gần như cái độ sáng của nó bị hạ xuống các bạn ạ. Mình cảm nhận được là như vậy. Nhưng mà cái sự hạ FPS, hạ độ sáng ở đây là không nhiều. Trên này thì hơi lag. Để mình kiếm đám quái nào combat cho vui vui coi. Di chuyển nhảy qua nhảy lại, FPS tụt ở mức là 40, 52 FPS các bạn ạ. Thề các bạn luôn, đây là quả game mà tối ưu hóa chán nhất quả đất này. Các bạn sẽ không thể nào tìm được một quả game nào mà nó nặng như thế này đâu. Kể cả ARK Mobile thì mình thấy nó tối ưu hóa cũng rất ngon. Chỉ có quả là Galaxy Impact này nó mới có vấn đề thôi. Và các bạn thấy combat nhẹ nhàng này. 48, 44,
Mấy cái hòm này chơi chơi mình không lượm đâu. Vô đây con bát luôn. Đánh mấy con quái vui vui vậy thôi mà FPS nó đã sụt sâu rồi. Đây mình sẽ để cho nó tự động đánh luôn. Đây, biểu đồ FPS rõ hơn để các bạn có thể nhìn thấy. Nếu đứng yên không làm gì thì có thể là ở cái mức 60 đấy. Nhưng mà các bạn chỉ cần làm gì một tí xíu thôi thì nó sẽ ngay lập tức bay màu. Máy thì bắt đầu nóng lên cực kỳ nhiều. Để mình teleport sang một chỗ khác xem là có bị tụt nhiều hay không nhé. Đó, cái CPU mà lúc lên cao nhất là 69% luôn. Và RAM thì với quả game Genshin này ấy, thì nó tốn tận là 2GB RAM, 1GB 8 mấy FPS và cái CPU các thứ thì lúc nào cũng ở cao chót vót. Các bạn thấy này, CPU chạy 51, GPU chạy 65%. Mình cũng giải thích hơn một chút cho các bạn là với những chiếc máy như thế này thì họ không bao giờ overload. Họ không bao giờ chạy hết toàn bộ 100%, tại vì như vậy thì rất nóng. Nên là những con máy như thế này thì họ chỉ cho chạy cùng lắm là 70-80% thôi các bạn ạ. Đó, nếu bạn muốn chạy nhanh hơn thì bắt buộc chúng ta phải ép sung. Ép sung thì còn nhiều yếu tố, ví dụ như nhiệt độ này, rồi cũng như là nguồn điện. Như là nguồn điện vào càng nhiều thì nhiệt độ của nó càng nóng và yêu cầu một chiếc máy phải có hệ thống tản nhiệt ngon thì may ra mới có thể ép sung được. Không thì sẽ rất ảnh hưởng đến máy đấy. Và có thể là bị đột tử luôn. Mày ơi. Ủ lag 37 FPS. Đánh chơi thôi 37 FPS. Khủng khiếp thực sự luôn. Đó. Mình sẽ đổi qua nhân vật khác. Đấy, đổi qua nhân vật khác là nó drop nặng hơn nữa cơ. Combat một cái là bay màu liền. Rồi, để có thể test được cái cấu hình tối ưu cho chiếc máy này thì mình sẽ bắt đầu hạ đồ họa xuống nhé. Với chiếc máy này thì mình nghĩ rằng nó chỉ chơi được ở mức là thấp cộng với 60 FPS thôi. Còn nếu các bạn chơi ở mức cao như thế này thì chắc chắn là rất khó. Mình sẽ để thiết lập là thấp. Sau đó FPS thì mình sẽ cho nó lên ở mức là 60. Nó vẫn báo là quá cao các bạn ạ. Nó vẫn báo mức FPS này với lại cái trải nghiệm này nó vẫn là quá cao. Chắc cùng lắm thì các bạn chỉ chơi được ở mức là thấp vào 30 thôi. Nó vẫn bị drop như thường các bạn ơi. Khó thực sự luôn. Ui bị giật này. Mình sẽ hạ xuống ở cái mức là cực thấp và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm thử lại nhé. Đó, với cái mức thấp thì nó vẫn chưa đủ. Với cái mức thấp kiểu là nó vẫn quá nặng với chiếc máy này. Ok, ở đây nó báo quá cao nhưng mà cái mức là tầm 70-80% thì mình nghĩ rằng là vẫn có thể chấp nhận được. CPU hiện tại thì load ở mức là 51. Có vẻ ok hơn rồi đó. FPS đều mức là tầm 5x trở lên rồi. Đây thử combat một vài con quái để xem như nào nhá. Có vẻ khá là ổn định ở cái mức này, mình cảm giác nó ít bị giật hơn. Đây, chiến luôn. Đấy, mức này có vẻ ngon lành này. Mức setting này thì mình thấy là có vẻ còn chơi được này. Chứ còn mấy mức kia thì thực sự là quá khó chịu. Chơi thanh niên người băng này đi. Úi giời, combat luôn, đánh tay cho nó nhanh. Vẫn bị tụt xuống 41 các bạn ạ. Quả game này khó chịu ra. Cái này có cả cầu nó. Mình không chơi lại nữa rồi. Thanh niên kia ở trong. Đợi mình xíu nhá. Mình chỉnh đồ họa xuống 30 FPS để xem nó như nào. 30. Và chúng ta sẽ chơi ở cái mức đồ họa là cao nhất. Mức 30 FPS mà nó vẫn báo là quá cao các bạn ạ. Không biết là khi vào chơi có ổn định hay không. Mình thấy là mức 30 các bạn sẽ chơi ổn định hơn, ít bị drop hơn. Này trâu quá ta. Chắc phải dùng tướng Amber thôi.
Ui, nó đi tới đâu nó đóng băng cái đó luôn các bạn ạ. Thôi thế thì mày chơi thế thì tao thua. Mức 30 thì mình thấy nó sẽ ổn định hơn. Có bát ở mức 30 thì FF của nó đều hơn. Mình nghĩ là các bạn nên chơi cái mức 30 đều như thế này thì nó sẽ ổn hơn là so với cái mức 60 mà nó bị lag, nó bị giật. Ui, con quái này con bát mình chạy không nổi luôn các bạn ạ. Không hiểu kiểu gì. À, nó mất cái bộ giáp rồi này. Mày xong rồi con ạ. Đi đời. Ui ôi, chạy kiểu gì. Ui, mẹ nó combat đỉnh thế nhở. Ok, như vậy là giết được con quái này rồi. Với mức FPS là 330 thì mình thấy rằng chơi game ổn hơn. Không có tình trạng drop, cũng như là mình cảm giác chơi game nó kiểu nó đều đều với các bạn. Còn cái mức 60 mà các bạn chơi cái mức là 40, 30 các thứ nó nhảy tùm lum hết thì cảm giác rất là lag. Còn nếu các bạn chơi ở cái mức 30 như này thì mình thấy rằng nó sẽ mượt hơn, nó sẽ ổn định hơn. Rồi, nói chung thì trong video này thì mình đã cùng các bạn test tựa game là Genshin Impact và PUBG Mobile trên chiếc máy này. Cá nhân mình thì mình thấy rằng là tựa game PUBG Mobile và Genshin Impact thì con Oppo Find X3 Pro nó vẫn có thể chơi tốt. Tuy nhiên thì với quả game Genshin anh em nên chơi ở mức là 30 thôi nhá. Còn PUBG anh em phải setting được ở bất kỳ một cái mức nào anh em muốn. Nhiệt độ thì quả game Genshin này thì nó muốn kiểu tan chảy con máy luôn rồi, 48 độ cho phần mặt trước. Và trong cái đo nhiệt độ của cái phần mềm ấy thì nó chấm được ở đây là 50 độ C nha các bạn. Và ở mặt sau của chiếc máy này với ốp lưng thì nó sẽ dao động tầm là 41-43, khu vực ở phía trên là 45 độ. Mình sẽ bỏ ốp ra để xem là bên trong nó như nào. Thì ở đây bên trong của nó là 46 độ, chênh lệch không nhiều. Đấy. Vậy thì các bạn nghĩ gì về khả năng chiến game của con Oppo Find X3 Pro? Mình nghĩ rằng là nếu như các bạn đang cần cho mình một chiếc máy trung hòa về mọi thứ, kiểu thiết kế nó cũng đẹp ấy, xong rồi màn hình của nó chất lượng và cũng như là nói lại có thêm một cái hiệu năng thì quá ấn tượng với con chip Snapdragon 888, thì con Oppo Find X3 Pro này là một cái lựa chọn mà mình thấy rằng là hết sức hợp lý.